Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Nhiều bạn thì tôi cũng thấy là rất là thích sử dụng phân tích kỹ thuật để xem coi là DXY xuống sẽ ra sao, thì có thể cũng sử dụng phân tích kỹ thuật được các bạn. Nhưng mà đối với tôi thì nó hơi khó một chút, tại vì đối với chỉ số này đó, nó sẽ liên quan đến một số những cái quyết định, và những quyết định đó sẽ khiến cho cái xu hướng này sẽ thay đổi có thể rất đột ngột luôn. Giống như là những quyết định gần đây liên quan đến Nhật Bản sẽ tính như thế nào, liên quan tới lãi suất ở châu Âu sẽ có quyết định gì, còn ở Hoa Kỳ thì quyết định sẽ ra sao. Các bạn thấy được là nếu chúng ta muốn thấy cái chỉ số đi xuống đó, thì tôi nghĩ là thứ nhất là Fed phải có cái giọng điệu là ôn hòa hơn, và những cái nơi khác đó như là châu Âu hay ở nước Anh hay là Nhật Bản đó thì cần phải quyết tâm hơn để mà tăng lãi suất, thì lúc đó đồng của họ mới có cái sự hồi phục trở lại, rồi sau đó chúng ta mới thấy được là đồng đô la bắt đầu là có cái sự giảm xuống, thì chỉ số này mới giảm xuống các bạn. Và trên căn bản đó, nhiều bạn thì nghĩ là quốc gia nào cũng muốn đồng của mình mạnh, thực ra không phải đâu các bạn. Khi đồng đô la mạnh thì không hẳn là tốt cho Hoa Kỳ, tại vì khi đồng đô la mạnh thì nếu như các bạn là một người mà đi du lịch thì các bạn thích rồi, các bạn có thể dùng đô la đổi ra nhiều tiền địa phương mà các bạn đang đi du lịch, hay là các bạn là một người mà nhập khẩu thì các bạn thích đồng đô la mạnh, tại vì các bạn có thể dùng một số tiền như vậy nhưng mà đổi được nhiều hàng hóa hơn. Nhưng mà ngược lại, các bạn là một công ty xuất khẩu đó thì sẽ không có được tốt lắm, tại vì đồng đô la mạnh cũng đồng nghĩa là hàng hóa các bạn ở mức giá cao hơn và khó cạnh tranh hơn so với hàng hóa ở những cái quốc gia khác. Và các bạn có thể nghĩ là Hoa Kỳ không xuất khẩu nhiều, thực ra Hoa Kỳ xuất khẩu rất là nhiều. Các bạn cứ nghĩ đi, những công ty như là Nike hay là những công ty như là Apple hay là Microsoft, họ bán khắp nơi trên thế giới các bạn, thì khi mà họ có thu nhập họ sẽ làm gì? Họ sẽ đem thu nhập đó về Hoa Kỳ đóng thuế vân vân. Thì khi mà họ đem về Hoa Kỳ thì đương nhiên họ sẽ hoán đổi tiền nơi đó ra đô la. Nếu đô la mạnh thì thu nhập của họ sẽ bị giảm, cho nên đồng đô la mạnh cũng không hẳn là tốt cho một quốc gia đâu. Và trên căn bản đó, nhiều quốc gia không thích đồng của mình có sự tăng trưởng mạnh.